Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Bên trong khu rừng, Bạch Tiểu Thuần không ngừng đi về phía trước, dần dần hắn cũng phát hiện ra một vài dấu vết còn sót lại. Suy đoán trong lòng hắn càng thêm chắc chắn. Đến khi ra khỏi dãy sơn mạch, hắn bèn tăng hết tốc lực mà đi, sau mấy ngày thì đã trở lại Lạc Tinh Sơn mạch. Nhìn thấy gia tộc Lạc Trần nay đã thành một mảnh phế tích, xem chừng Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi đã truyền tin tức thành công về tông môn rồi. Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ đến thảm cảnh lúc trước, trong lòng không tránh khỏi một tràng thổn thức, một lúc lâu sau hắn bèn quay người, nhảy lên phong hành chu, rồi khoanh chân ngồi xuống điều khiển phong hành chu bay đi. Tiếng vù vù vang lên, phi thuyền này nhanh chóng hóa thành một đạo cầu vồng đi thẳng về phía xa. Quay về tông môn thôi trong mắt Bạch Tiểu Thuần đầy mong chờ. Nghĩ đến việc bản thân đã lập được công lao to lớn như vậy cho Tông Môn, lần này trở về hẳn sẽ được ban thưởng không ít. Nghĩ tới đây hắn càng thêm hưng phấn. Rồi sau đó hắn nhìn lại túi chữ vật. Đoạn đường đi này hắn cũng tranh thủ sắp xếp lại một chút bên trong túi chữ vật từ trên người đám tộc nhân lạc trần gia tộc kia có không ít vật phẩm. Còn có thêm cả linh thạch nữa hơn nữa bên trong túi chữ vật của một tên tộc nhân nào đó mà hắn không nhớ còn có một hạt giống lớn bằng nắm tay nhìn như một trái tim còn đang đập thình thịch như ẩn chứa sinh mạng bên trong đó vậy chỉ có điều khí tức tựa như ngày càng thêm yếu ớt khi phát hiện ra vật này với tạo nghệ thảo mộc của hắn mà phải mất nữa ngày mới giật mình nhận ra được đây chính là một loại trái cây gần như chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết mà thôi là loại trái cây cực kỳ chân quý có tên là dục thú trùng Nghe nói loại trái cây này sau khi hấp thai ngén mà nhân giống ra. Đối với những hung thú cường hãn đến cực điểm nhưng lại vô cùng khó sinh sản ra đời sau mà nói thì dục thú trùng chính là vô giá. Hơn nữa, một số tu sĩ có linh thú cường đại bên người thì cũng luôn mong muốn có được thêm hậu duệ của linh thú này, tiếc là những loài này thường chỉ đơn độc tồn tại. Nên giá trị của dục linh thú trong những trường hợp này được thể hiện lại càng thêm chân quý tuy loại trùng vật chân quý này không biết vì sao có thể lọt vào trong tay của tên tộc nhân lạc trần nào đó đã đuổi giết bản thân mình. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng có thể khẳng định người này hẳn phải đạt được đại cơ duyên nào đó. Điều này cũng dễ hiểu, vì dù sao Lạc Trần gia tộc cũng nằm trong Lạc Tinh Sơn Mạch mà Sơn Mạch này lại luôn luôn đầy thần bí. Cho dù là bản thân hắn thì cũng phải nghiềm ngẫm rất lâu mới nhận ra được vật này, hẳn tên tộc nhân Lạc Trần đạt được dục thú trùng kia cũng không nhận ra được nên việc bảo tồn vật phẩm này cũng không phù hợp chút nào vì vậy mà trên đường đi bạch tiểu thuần còn tìm kiếm thêm một vài mảnh gỗ có linh khí đóng thành một cái hộp gỗ rồi đặt dục thú trùng vào bên trong lúc này thì những dao động sinh mệnh của dục thú trùng mới từ từ ổn định lại sau khi cất hộp gỗ này đi bạch tiểu thuần mới thở ra một hơi rồi tiếp tục điều khiển phong hành chu gào thét bay đi dựa theo đường cũ mà một đường thẳng tiến trở về khoảng cách tới linh khê tông càng lúc càng gần lại một tháng thoáng chốc cũng trôi qua trước kia lúc mới ra ngoài vì không có nhiều linh thạch nên ba người bọn họ chỉ dám dùng phi hành chu bay đi vào ban đêm còn bây giờ túi tiền của bạch tiểu thuần không thiếu linh thạch nên hắn cũng không quan tâm tới chuyện hao phí khi vận hành phi hành chu do vậy mà chỉ mất một tháng hắn đã nhìn thấy bờ nam sơn môn linh khê tông phía xa rồi lần này ra ngoài, đi đi về về cũng mất hơn nửa năm, cuối cùng cũng đã trở về. Bạch Tiểu Thuần cũng đứng dậy. Mái tóc tung bay bày ra một bộ dạng cao thủ tiệt thế. Nhưng sau đó hắn đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cảm thấy có chút không ổn thỏa lắm. Bèn tranh thủ lấy ra trường bào đệ từ ngoại môn vốn đã rách te tua trong trận huyết chiến với gia tộc Lạc Trần khi trước mặc vào. Rồi lại bày ra một bộ dạng vì tông môn mà chết không sờn vẻ ngoài đầy thê thảm đến vô cùng cộng thêm bộ trường bào rách tươm loang lổ đầy vết máu mới nhìn qua cũng biết hắn vừa trải qua một phen nguy cơ sinh tử lúc này hắn mới có chút hài lòng điều khiển phong hành chu thẳng tiến về phía trước có điều khi tiến vào gần sơn môn đang muốn đi xuyên vào thì đột nhiên có một màn chắn vô hình xuất hiện đẩy phi hành chu của hắn bật ra ngoài a à, cả người bạch tiểu thuần chợt trao đảo thiếu chút nữa té xuống cùng lúc đó một đạo cầu vồng từ trong sơn môn phía nam này bay đến, là người thanh niên với sắc mặt lạnh nhạt, bình thản bước ra ngoài nhìn về phía bạch tiểu thuần. Đạo hữu là người phương nào? Không biết đến linh khê tông ta có chuyện gì không? Người thanh niên này vừa nói xong thì cũng nhíu mày lại. Gã nhìn phong hành chu trước mặt, rồi nhìn một chút về trường bào trên người bạch tiểu thuần. Sử dụng phong hành chu của Linh Khê Tông ta ăn mặc trường bào đệ từ ngoại môn mà lại bị đại trận sơn môn ngăn lại bên ngoài này. Ngươi là ai? Vẻ lạnh lẽo trong mắt người thanh niên này tràn ra. Đồng thời tay phải gã cũng bấm niệm pháp quyết tản ra tu vi ngưng khí tầng 8. Vị sư huynh này, thế này là thế nào? Sao ta lại không tiến vào tông môn được vậy? Ta là đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn Bạch Tiểu Thuần a. Bạch Tiểu Thuần vội lùi ra sau vài bước nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Hắn nhất thời cảm thấy tình huống hiện tại có chút không rõ ràng lắm, vội vàng nói. Người thanh niên trước mặt cau mày. Đang muốn nói gì đó thì chợt sững người lại. "Ngươi là Bạch Tiểu Thuần?" Gã cẩn thận nhìn qua Bạch Tiểu Thuần một phát, càng nhìn càng cảm thấy có chút quen mắt. Dù sao thì gã cũng đã tham dự tang lễ của Bạch Tiểu Thuần, đã từng nhìn qua bức họa Bạch Tiểu Thuần trên bức họa Bạch Tiểu Thuần trên bia mộ. Lúc này cả người gã chợt chấn động, hơn nữa nhìn vết máu loang lổ trên y phục Bạch Tiểu Thuần còn làm cho gã hít vào một hơi lạnh. "Ngươi, không phải ngươi đã chết rồi sao?" ta không có chết a à, bạch tiểu thuần ngơ ngác một chút sắc mặt người thanh niên bên kia cũng chợt phấn chấn hẳn lên nhanh chóng lấy ra ngọc giản truyền tin tức về tông môn tin tức bạch tiểu thuần trở về nhanh chóng lan truyền khắp tông môn trên hương vân sơn lúc này lý thanh hậu đang bế quan đột nhiên mãnh liệt mở hai mắt ra cả người y run lên rồi đột một bước ra ngoài cùng lúc đó tin tức này nhanh chóng được truyền tới chỗ của trưởng môn vị trưởng môn linh khê tông chợt sững sờ thần thức cũng nhanh chóng đảo qua một vòng bờ nam sơn môn nhìn thấy bạch tiểu thuận lão có chút kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng cảm thấy vui vẻ rồi thông cáo tin tức ra toàn bộ tông môn cũng chỉ vài hơi thở trong tông môn truyền ra từng chàng âm thanh không thể tin tưởng được thanh âm này ồn ào đến mức bên ngoài tông môn còn có thể loáng thoáng nghe thấy được cùng lúc đó tiếng chuông trong tông môn cũng được ngân lên vang vọng bạch tiểu thuận không phải hắn đã chết rồi sao sao lại còn sống trở về ngay sau đó vô số thân ảnh gào thét bay ra từ trong tông môn mà đi đầu là hầu vân phi y nhanh chóng lao ra ngoài nhìn thấy bạch tiểu thuần vẻ mặt y lộ ra không cách nào tin được tuy rằng y một mực không muốn tin bạch tiểu thuần đã chết nhưng bản thân đã trải qua trận truy sát của gia tộc lạc trần trong lòng cũng tự hiểu không có đệ tử nào có thể sống sót được trong chàng đuổi giết đó được lúc này cả người y kích động đến rơi nước mắt xuống. Bạch sư đệ, y cười to, cả người cũng nháy mắt đó mà lao đến ôm lấy cổ bạch tiểu thuần. Tâm tình kích động đến mức không thốt nên lời. Hầu sư huynh, bạch tiểu thuần chừng mắt nhìn y, lúc này coi như hắn cũng mơ hồ hiểu ra. Tông môn đã coi như mình chết rồi, ngẩn như vậy thì hắn cũng cảm thấy cao hứng. Đi, chúng ta về tông môn. Hầu Vân Phi kích động kéo Bạch Tiểu Thuần đi thẳng vào trong sơn môn được y dẫn vào bạch tiểu thuần cũng thuận lợi bước vào sơn môn mà người thanh niên phía sau hắn cũng bước theo sau ánh mắt gã nhìn về bạch tiểu thuần đầy rung động bản thân gã cũng tham dự vào quá trình diệt tiệt lạc trần gia tộc đã từng nhìn thấy chiến trường thảm liệt trong rừng cùng với đám thi thể tộc nhân lạc trần kia việc bạch tiểu thuần còn sống trở về đã khiến gã cảm thấy vô cùng khiếp sợ ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa bước chân vào Sơn Môn, trong nháy mắt đó có rất rất nhiều thân ảnh từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ùa về phía hắn. Cửu bàn, Trương Đại bàn, Hắc Tam bàn, cùng với những sư huynh bàn tử ở khu tạp dịch đều run rẩy cả người. Cả đám vây quanh, mà Trương Đại bàn thì nhanh chóng lao đến ôm chặt lấy Bạch Tiểu Thuần, nước mắt y cũng bắt đầu rơi xuống. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng đầy cảm động, hắn nhìn đám người đang vây quanh đột nhiên cảm thấy hết thảy những sự việc lúc trước bản thân phải trải qua đều đáng giá đấy. Lúc này một đạo cầu vồng tiến tới. Bên trong cầu vồng là Lý Thanh Hậu. Y cũng có chút không tin tưởng mà nhìn Bạch Tiểu Thuần trong ngực Y lúc này vẫn còn giữ một cái túi. Bên trong chứa đầy những mảnh Y phục đẫm máu của Bạch Tiểu Thuần. Trong tất cả mọi người, có thể nói Y là người rõ ràng hơn ai hết những nguy cơ chí mạng mà Bạch Tiểu Thuần gặp phải. Bái kiến trường tòa. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tiến đến, hướng về Lý Thanh Hậu cúi đầu xuống. Còn sống là tốt rồi. Còn sống là tốt rồi. Ngày thường Lý Thanh Hậu trầm ổn là thế, nhưng lúc này y lại cảm thấy run rẩy, đưa tay phải xoa đầu Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt cũng đầy kích động. Đây là nhà của ta, đệ tử nguyện vì tông môn mà sẵn sàng xông pha khói lửa. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu ưỡn lấy ngực lớn tiếng đáp. Đồng thời hắn còn cố ý hất ống tay áo lên để lộ ra những dấu vết rách dưới lo dưới loang lổ trên y phục. Không ngừng có thêm người từ ba ngọn phong trên bờ nam này tiến đến, nhìn thấy bạch tiểu thuần, nhìn những vết máu loang lổ trên thân hắn đều rung động cả tâm thần. Nhất là lúc này những lời của bạch tiểu thuần thốt ra, càng như truyền vang ra bốn phía khiến cho mọi người nghe được đều chấn động tâm thần. Ánh mắt nhìn về phía bạch tiểu thuần cũng đều cảm thấy người này mới thật sự là thiên kiêu của tông môn. người đến càng ngày càng nhiều hơn. Rồi một âm thanh nữ tử bật khóc vang lên từ đằng xa chính là đỗ lăng phỉ. Trong mấy ngày này nàng đều lấy nước mắt rửa mặt cả người cũng vô cùng tiều tụy khi nghe mọi người truyền tai nhau bạch tiểu thuần đã trở về. Tâm thần nàng cũng mờ mịt mà quay người chạy tới đây. Nhìn thấy được bóng dáng bạch tiểu thuần, nước mắt nàng lại tuôn rơi lã chã. Rồi nàng tiến đến ôm lấy cổ bạch tiểu thuần, vừa khóc vừa cười mang đầy cảm giác mê mang như không dám tin những hình ảnh trước mắt là hoàn toàn chân thực vậy, khiến cho bạch tiểu thuần cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng. bàn tay hắn như có ý thức nhếch lên trên sờ soạng chút gì đó, nhưng nghĩ tới vây quanh hắn có nhiều người vậy nên đành dần lòng nhịn xuống. đỗ sư tỷ ta đã nói rồi, chỉ cần bạch tiểu thuần ta còn một hơi thở thì tuyệt đối sẽ không để cho người bị chút tổn thương nào a. À, bạch tiểu thuần nhàn nhạt nói, cầm hất lên một bộ dáng ngạo thị thiên hạ nói ra một câu cực kỳ buồn nôn nhưng hết lần này đến lần khác khi đỗ lang phỉ nghe thấy mấy lời này cả người như mềm nhũn ra những thâm tình cất giấu thật sâu bên trong hai mắt kia như hóa thành mật ngọt đậm đặc vậy những thân ảnh của chấp pháp đường cũng nhanh chóng xuất hiện người đứng đầu là âu dương kiệt khi nhìn bạch tiểu thuần lão bất giác cảm thấy có chút kinh hãi nhưng sâu trong mắt cũng đầy vẻ hứng thú nồng đậm hơn nữa nhìn bộ y phục trên người cùng với câu nói vừa rồi của Bạch Tiểu Thuần đối với Lý Thanh Hậu khiến cho lão cũng âm thầm gật đầu. Bạch Thuần, lão phu là chấp pháp đường Âu Dương Kiệt. Bạch Tiểu Thuần nghe được ba chữ chấp pháp đường, bỗng nhiên trong lòng run lên. Có điều sau khi nghĩ đến bản thân vừa lập được đại công. Hắn lại ưỡn ngực lên, chắp tay hướng về Âu Dương Kiệt cúi chào. Chuyện tình có liên quan tới gia tộc Lạc Trần lần này. Người đi theo lão phu đến gặp trưởng môn trên mặt Âu Dương Kiệt lúc này hiện lên vẻ tươi cười hiếm thấy, đưa tay phải hướng về Bạch Tiểu Thuần điểm một chỉ. Dưới chân Bạch Tiểu Thuần lập tức xuất hiện một đám linh vũ, nâng theo cả người hắn bay về phía xa xa mà đi. Trong mắt Lý Thanh Hậu cũng đầy vẻ vui mừng, rồi hóa thành cầu vòng cùng đi mất. Còn về những đệ tử khác khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi, cả đám cũng dần nổi lên từng tràng bàn luận xôn xao, có sợ hãi, có thán phục chẳng qua tin tức bạch tiểu thuần chưa chết lại được truyền ra với tốc độ nhanh chóng đến kinh người nhất cuối cùng toàn bộ linh khê tông đều nghe được tin tức này có người vui mừng nhưng cũng có người đầy âu sầu mà lúc này tiền đại kim đang run rẩy cả người ngồi trong động phủ thần sắp đầy lo lắng sợ hãi chết tiệt làm thế nào mà hắn không chết đuổi giết thê thảm nguy hiểm như vậy sao lại không chết được chứ có lẽ hắn không biết được ta an bài hắn thực hiện nhiệm vụ lần này đúng hẳn là hắn không biết sắc mặt của tiền đại kim đầy âm tình bất động cuối cùng gã chỉ còn cách thở dài lo được lo mất không yên linh khê tông có tám ngọn núi bốn ngọn bên bờ bắc ba ngọn bên bờ nam còn trung tâm chính là ngọn chủ sơn cũng là nơi tập trung lực lượng hạch tâm của linh khê tông ngày thường trưởng môn linh khê tông trịnh viễn đông vẫn hay xử lý hết thảy sự tình của tông môn tại đây lúc này theo tiếng chuông ngân vang vọng tất cả những trường tòa của các ngọn núi hai bờ Nam Bắc đều đích thân đến đây, ngồi ngay ngắn trên đại điện. Còn trưởng môn thì đang ngồi trên vị trí chủ tọa chính giữa điện. Không lâu sau thì Lý Thanh Hậu cùng với Âu Dương Kiệt mang theo bạch Kiệt mang theo bạch tiểu thuần đến bên ngoài đại điện. Bọn họ bước vào bên trong. Còn bạch tiểu thuần thì đứng chờ ở ngoài. Bên ngoài đại điện lúc này còn có bốn đệ tử chia làm hai bên thủ hộ nơi này. Cả đám cũng nhìn về phía bạch tiểu thuần đầy tò mò bạch tiểu thuần hướng về bốn người cười cười đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này bèn nhìn quanh một vòng linh khi nơi này nồng đậm hương hoa thảo mộc thơm ngát như tiên cảnh hơn nữa nơi này không hề có bất kỳ âm thanh ẩm ý hỗn tạp nào mà lại rất yên tĩnh về điểm này thì hương vân sơn khác xa rất lớn không cách nào có thể so sánh được dù sao thì nơi này cũng là trọng địa của tông môn bất kỳ đệ tử nào đến đây đều là cẩn thận từng ly từng tí nhưng bạch tiểu thuần lại như không chịu chút áp lực nào vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường mà đứng đó một màn này làm cho bốn đệ tử bên kia cũng đầy cảm khái thầm nghĩ không hổ là nhân vật có thể lập được đại công như vậy cho tông môn cái khí thế thong dong kia của hắn người bình thường không thể nào có được a thực ra đúng là bạch tiểu thuần rất nhát chết nhưng hắn nghĩ đến chuyện bản thân đã lập nhiều công lao đến vậy nên hắn tuyệt đối không có khả năng chết ở đây hiển nhiên không có bất kỳ sợ hãi nào cả hắn còn đang ngẩng đầu ưỡn ngực trong đầu có chút mong chờ không biết bản thân sẽ nhận được ban thưởng như thế nào với công lao của ta thế nào cũng sẽ cho ta một viên đan dược gia tăng thọ nguyên trăm năm đi rồi cho thêm một trăm vạn điểm cống hiến rồi cho ta thêm một tòa động phủ tốt nhất cũng không thiếu thân phận nội môn đệ tử kia đi ha ha bạch tiểu thuần càng nghĩ càng hưng phấn nhưng đợi cả buổi vẫn không thấy trong đại điện gọi hắn vào bạch tiểu thuần có chút kinh ngạc nhưng vẫn chờ thật lâu một hơi kéo dài cả ngày trời mới nghe được một giọng nói đầy bất đắc dĩ trong đại điện truyền ra bạch tiểu thuần ngươi vào đây tinh thần bạch tiểu thuần chợt chấn động hắn hít sâu một hơi bày ra một bộ dạng vì tông môn mà sông pha khói lửa bước nhanh vào đại điện vừa bước vào hắn nhanh chóng chắp tay cúi đầu chào đệ tử Hương Vân Sơn Bạch Tiểu Thuần, bái kiến trưởng môn, bái kiến các vị tiền bối. Sau khi cúi chào, Bạch Tiểu Thuần bèn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngay giữa đại điện là một lão già, thần sắc không giận mà uy, mặc một thân áo bào trắng. Tu vi thâm sâu không thể lường được, xung quanh lão có tám người nữa, sáu nam hai nữ. Trong đó cũng có cả Lý Thanh Hậu và Âu Dương Kiệt. Lúc này tất cả mọi người khi thấy Bạch Tiểu Thuần còn sống trở về đều kinh ngạc nhìn hắn đồng thời cũng thầm đánh giá hắn một chút. Còn đối với bộ y phục mà Bạch Tiểu Thuần đang mặc trên người, bọn họ có nhìn qua vài lần, lấy ánh mắt của bọn họ thì cũng có thể nhận ra những chỗ rách toác nham nhở trên y phục là do trải qua chiến đấu thảm thiết mà lưu lại chứ tuyệt không thể cố ý xé rách được như vậy. Bộ dáng Bạch Tiểu, Thuần lúc này đầy thuần khiết, nhìn qua rất nhu thuận nghe lời, thái độ không kiêu ngạo, không hèn mọn, thần sắc lại thong dong. Thấy vậy, tuy thần sắc mọi người như thường nhưng trong lòng lại có ấn tượng khá tốt đối với hắn. Chẳng qua trong lòng vẫn cảm thấy có chút cổ quái đấy. Bạch Tiểu Thuần, người nói kỹ lại từ đầu đến cuối tình huống nhiệm vụ trong chuyến đi đến Lạc Trần gia tộc lần này. Lý Thanh Hậu nhìn Bạch Tiểu Thuần ôn hòa nói. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trở nên nghiêm túc. Ôn Tồn đem toàn bộ sự việc suốt dọc đường nói một lượt từ đầu đến đuôi mọi chuyện, nhưng hắn không đề cập tới lão giả áo đen, dù sao thì đây cũng là bí mật của riêng hắn. Ngoại trừ việc đó, thì khi nói đến chuyện Phùng Viêm hy sinh hay nói đến những khó khăn dọc đường, hắn đều lanh trí không đề cập đến công lao của mình chút nào mà chủ yếu chỉ nói đến nghĩa khí của Phùng Viêm. Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi mà thôi đều là do ta vô dụng, phùng sư huynh cũng vì cứu ta mới chết, đều do ta a à. hắn càng như thế thì ánh mắt đầy vẻ tán thưởng của đám người trưởng môn càng nhiều. có điều những người này tu hành lâu năm tâm tư đều là lão yêu thông qua bộ y phục mà bạch tiểu thuần mặc trên người lúc này cũng có thể nhìn ra được phần nào tính cách của hắn. tuy thế nhưng mấy người này vẫn rất thưởng thức đối với hắn. sau khi hôn mê tỉnh dậy thì khỏi hẳn trưởng môn cười cười cũng không để tâm nhiều tới lời giải thích của bạch tiểu thuận dù sao mỗi đệ tử cũng đều có chút ít bí mật riêng chỉ cần trung thành với tông môn là đủ nếu như nhất định tìm cách khống chế hoàn toàn mấy trường hợp này thì hẳn nhiên nội bộ tông môn sẽ nhanh chóng lục đục bạch tiểu thuận phần thưởng của ngươi cũng đã được tông môn ban tặng mấy tháng trước rồi ngươi chính là quang vinh đệ tử của linh khê tông chúng ta lúc trưởng môn nói ra bốn chữ quang vinh đệ tử bất giác trong lòng lão cũng nổi lên một trận kỳ quái đây cũng là lần đầu tiên lão chứng kiến được quang vinh đệ tử còn sống sơ sơ thế này lúc nãy bọn họ cũng đã thảo luận rất nhiều bên trong đại điện này cả đám đều cảm thấy rất khó xử dù sao thân phận quang vinh đệ tử là quá trọng yếu trước kia chỉ dành tặng cho người đã chết trận chưa từng có người sống nào được nhận danh hiệu đó nhưng hôm nay bạch tiểu thuần lại vui tươi xuất hiện trước mặt thế này do vậy mà khi nghe tin tức bạch tiểu thuần còn sống thì mọi người đều sửng sốt một trận hơn nữa cái thân phận này cũng không thể thu hồi lại được tang lễ đã tổ chức xong xuôi công lao thì vẫn còn đó điều này khiến cho cả đám đều phát sầu nên mới có chuyện bạch tiểu thuần đứng trước đại điện mà chờ đợi cả buổi trời sau khi thương nghị bởi cũng không có biện pháp cải biến nào tốt hơn mọi người chỉ đành dựa theo môn quy mà tiếp tục để cho bạch tiểu thuần giữ cái thân phận này quang vinh đệ tử bạch tiểu thuần sững sờ tới bây giờ hắn còn chưa từng nghe thấy cái danh sưng như vậy qua hơn nữa đứng đợi thêm cả buổi nữa hắn trơ mắt nhìn trưởng môn và đám tiền bối trước mặt đều làm ra một cái vẻ mặt đầy cổ quái nhưng lại không có ai đề cập đến chuyện bao. nhịn không được hắn bèn hỏi không còn gì khác bạch tiểu thuần hỏi không còn trưởng môn cuối cùng cũng gượng cười đáp bạch tiểu thuần lập tức trở nên nóng nảy đang muốn mở miệng nói một chút về đạo lý này nọ, nói đến việc một đường đi kia mình vất vả như thế nào, cửu tử nhất sinh ra sao thì Lý Thanh Hậu bên kia chợt ho lên một tiếng. Tính tình bạch tiểu thuần thế nào y hiểu rõ trong lòng bàn tay. Còn không mau cảm tạ trưởng môn, cái danh xưng quang vinh đệ tử này, tính đến nay toàn bộ linh khê tông cũng mới xuất hiện 10 người cả thầy. Mà ngươi là người đầu tiên trong ngàn năm trở lại đây. Cũng chính là người duy nhất có danh xưng này thân làm quang vinh đệ tử chính là áp đảo đệ tử nội môn là trí cao vinh quang của linh khê tông do vậy mà huyết mạch hậu nhân của ngươi cũng sẽ được hưởng dụng toàn bộ tài nguyên của tông môn sinh ra đã trở thành đệ tử nội môn hơn nữa huyết mạch gia tộc của ngươi cũng sẽ được linh khê tông che chở vĩnh viễn cửu đại gia tộc trong linh khê tông ta cũng chính là những vinh quang gia tộc đây chính là khai sinh nên một cái thân phận trói lọi huy hoàng lý thanh hậu giải thích thêm Bạch Tiểu Thuần được, nghe giải thích xong xuôi thì mặt mày chợt ủ rũ. Khí thế trên người thoáng cái ỉu xìu lại, đưa ra một cái vẻ mặt đáng thương nhìn Lý Thanh Hậu. Rồi lại nhìn qua trưởng môn, hắn cũng không biết mình nên nói gì nữa. Rõ ràng thân phận của Quang Vinh đệ tử này hắn cũng đã hiểu rõ, nhìn qua rất không tồi. Nhưng thực tế tất cả đều là chuẩn bị cho người đã chết cả. Những phần thưởng được ban ra cũng chỉ là lưu cho hậu nhân, nhưng hắn là đang còn sống sờ sờ, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới đầy bi thương phát hiện ra. Bản thân mình lúc này lại luân lạc tới tình cảnh như người cha đang ganh tị với chính nhi nữ của mình a, à, Tạ Trưởng môn. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần như đưa đám, uể oải yếu ớt nói: "Từ hôm nay trở đi, người có thể xưng hô lão phu là Trưởng môn sư huynh." Trưởng Trưởng môn Trịnh Viễn Đông vội ho lên một tiếng trong lòng đầy khó chịu không biết để đâu cho hết. Lúc trước lão đồng ý để Bạch Tiểu Thuần bái sư, là vì cho rằng Bạch Tiểu Thuần đã hy sinh, nhưng hôm nay đối phương lại còn sống trở về. Lại tưởng tượng bản thân lớn tuổi như vậy rồi mà cùng một tiểu tử không đến 20 tuổi xưng huynh gọi để, trong lòng liên tục than thở không thôi. a à, Bạch Tiểu Thuần trợn to hai mắt. Lúc này tâm tình hắn biến động quá lớn, lúc tiến vào đại điện trong lòng đầy kỳ vọng nhưng rồi sự thật lại quá tàn khốc tâm tình hắn thoáng chốc mà rớt xuống đáy vực nhưng ngay sau đó lại xuất hiện cái loại biến hóa này xem xét công lao của ngươi hơn nữa ngươi cũng không có sư tôn vì vậy nên lão phu làm chủ cho ngươi bái sư tôn lão phu làm sư phụ vì vậy nên từ nay ta sẽ là sư huynh của ngươi trong lòng của trưởng môn càng lúc càng không được tự nhiên bạch tiểu thuần hít sâu trong mắt cũng đầy vẻ kích động Hắn cảm thấy tông môn đối xử với mình thật tốt, vừa nghĩ tới vị sư tôn kia của trường môn hẳn nhất định phải là cấp bậc Thái thượng trưởng lão trong tông môn, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hai mắt sáng rỡ, thế này thì từ nay ai còn dám khi dễ ta nữa a, à, lão sư phụ ta lợi hại như vậy, ha ha. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vui mừng khôn xiết, vội vàng chắp tay cúi đầu thật sâu. "Đa tạ trưởng môn sư huynh. Sư huynh, sư phụ chúng ta đâu rồi, ta cũng muốn thăm hỏi lão nhân gia người một chút." bạch tiểu thuần đầy mong chờ vui mừng hỏi không cần vội bức họa lão nhân ra người trước khi tọa hóa vẫn còn được đặt tại hậu sơn để cúng bái ta đã an bài người đi chuẩn bị sau đó sẽ đưa ngươi qua đó thần sắc trưởng môn có chút cổ quái sau đó mới mở miệng nói tọa hóa cúng bái ở hậu sơn cả người bạch tiểu thuần lúc này như bị xét đánh ngang tai Hắn đứng đó, trong đầu chỉ còn vang vọng mấy chữ này, sau nửa ngày hắn mới phản ứng được hóa ra bản thân mình đã bái vị sư phụ, đã. ta, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy giận sôi máu. Trong đầu ù ù đi, tâm trạng của hắn lại một lần nữa rớt thẳng xuống vực thẳm, khóc không ra nước mắt. Thậm chí hắn còn không nhớ tới việc mình rời khỏi đó như thế nào một đường mất hồn mất vía ngơ ngẩn đi theo trường môn ra hậu sơn, sau khi bái bức họa kia làm sư phụ thì mờ mờ mịt mịt ra khỏi ngọn chủ phong, đi về tới hương Vân Sơn. Ở hương Vân Sơn, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, cả đám đệ tử đều nhao nhao tới bái kiến hắn, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Thậm chí có kẻ hảo tâm nào đó còn mang Bạch Tiểu Thuần đang đầy mờ mịt đi nhìn qua bia mộ của hắn. Nhìn bia mộ trước mặt, Bạch Tiểu Thuần chợt cảm thấy tối sầm lại ta, ta đã bái một bức họa làm sư phụ. Bạch Tiểu Thuần cũng không biết mình làm thế nào trở về được tiểu viện của mình, rồi ngồi ngơ ngác trước gian nhà gỗ. Sau đó hắn mới đầy bi phẫn mà đứng dậy. Mấy ngày tiếp theo, hắn đều mặt mày ủ rũ ngồi ngơ ngơ ở đây. Mãi cho tới nửa tháng sau, hắn mới từ trong đà kích này khôi phục lại. Khi hắn đầy đau thương thở dài, nhẹ bước ra khỏi tiểu viện, chuẩn bị đi tìm trương đại bàn ôn chuyện mới vừa bước chân ra thì gặp một tên đệ tử ngoại môn. Sau khi nhìn thấy hắn thì gã bất giác chắp tay cúi chào thật sâu. Bái kiến bạch sư thúc, bạch tiểu thuần bước đi được vài bước thì bất chợt khựng người lại, hai mắt lóe sáng. Bèn đưa tay túm tên đệ tử ngoại môn kia lại. Người vừa gọi ta là gì? Bạch sư thúc A, người là sư đệ của trưởng môn. Đệ tử tất nhiên đệ tử phải gọi người là bạch sư thúc A, tên đệ tử ngoại môn kia bất giác sững sờ, tranh thủ nói tiếp bạch tiểu thuần buông tay ra, hào quang trong mắt trở nên sáng rực lên. tim hắn đập thình thịch, lúc này hắn mới phát hiện ra thân phận hắn lúc này cũng không quá tồi tệ, bối phận hắn lớn đến dọa người a. hắn liếm liếm lấy môi, chợt cười to, tiếng cười vang vọng dọa cho vị đệ tử ngoại môn kia phải lùi về phía sau, ngơ ngác không hiểu bạch tiểu thuần không hiểu bạch tiểu thuần chợt phát điên vì chuyện gì bạch tiểu thuần tranh thủ thu lại tiếng cười rồi ho khan một cái bày ra một bộ dáng tiền bối hướng về đối phương khẽ gật đầu rồi hắn không hề đi tìm trương đại bàn nữa mang theo một lòng đầy mong chờ mà đi về khu vực giao nhận nhiệm vụ của tông môn bởi vì nơi đó là nhiều người nhất cùng lúc đó trên hương vân sơn lý thanh hậu vừa trở về thì lập tức bế quan Y khoanh chân ngồi trong chỗ bế qua này, trầm tư thật lâu sau đó hất ống tay áo lên, sắc mặt đầy ngưng trọng bắt đầu luyện đan. Tính cách đứa nhỏ tiểu thuần này vốn bất hảo, cần phải chuẩn bị cho hắn một kiện pháp bảo bảo vệ tính mạng mới được. Đáng tiếc ta không am hiểu luyện khí, đành luyện một lò cửu tuyệt đan. Qua đàn khê tông trao đổi vậy, loại pháp bảo chuẩn bị cho đệ tử ngưng khí thế này, nhìn qua có thể thấy là vì cho đám con cháu hậu nhân. Đan Khê tông chắc chắn sẽ dùng công phu sư tử ngoạm rồi đây. Lý Thanh Hậu lắc đầu, cũng không để ý thêm nữa, cho dù có là y đi chăng nữa thì Cửu Tiệt Đan vẫn cần phải trả giá bằng tâm huyết rất lớn mới có thể luyện chế ra được. Nhưng khi nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần vừa trải qua một trận cửu tử nhất sinh như vậy, y liền nhanh chóng ngưng thần, chuẩn bị khai lò. Bạch Tiểu Thuần là một người cực giỏi về việc phát hiện ra niềm vui thú từ bất cứ chuyện gì giờ phút này hắn liền phát hiện ra niềm vui thú khi mình là sư đệ của trưởng môn vì vậy mà cao hứng bừng bừng nghênh ngang đi trên sơn đạo trong tông môn nhìn từ xa đã thấy được chỗ nhận nhiệm vụ bạch tiểu thuần vội ho một tiếng sửa sang lại y phục thoáng qua một chút bày ra bộ dạng tiền bối cái cằm nhỏ hất lên chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới gần chỗ nhiệm vụ người người ra vào tấp nập là nơi náo nhiệt nhất ở hương vân sơn Nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử ngoại môn vào vào ra ra, từ đằng xa đã nghe được tiếng người huyên náo. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đã đi tới chỗ nhiệm vụ. Hắn đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra nụ cười mà hắn mà hắn tự cho là hiền lành, nhìn về phía những đệ tử ngoại môn kia. Gần như ngay khi hắn vừa mới xuất hiện thì lập tức đã có người phát giác ra, nhất là đám đệ tử ngoại môn ở ngay trước hắn, vốn là đang thảo luận về nhiệm vụ nhận được. Nhưng khi ánh mắt quét qua Bạch Tiểu Thuần thì đều sửng sốt một chút. "Là Bạch, sư thúc, bái kiến Bạch sư thúc, bái kiến Bạch sư thúc." Bọn hắn vội vàng hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền. Lời nói truyền ra làm cho càng nhiều người thấy được Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy mà rất nhanh, gần như tất cả đệ tử ngoại môn ở nơi đây đều lục tục đi tới bái kiến Bạch Tiểu Thuần. Mọi người vất vả rồi. Bạch Tiểu Thuần nghe một câu Bạch sư thúc kia mà mở cờ trong bụng vì vậy mà hướng về phía mọi người mỉm cười chào hỏi chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước về phần những đệ tử ngoại môn ở bốn phía kia khi nhìn về phía bạch tiểu thuần thì đều lộ ra vẻ hâm mộ thấp giọng bàn tán với nhau bạch sư thúc đó là sư đệ của trưởng môn nha đặc biệt là mấy chấp sự ở phòng nhiệm vụ này sau khi nhìn thấy bạch tiểu thuần cũng đều vội vàng đứng dậy nhất thời bái kiến khiến cho toàn bộ phòng nhiệm vụ đều ngừng hoạt động cảnh tượng này làm cho bạch tiểu thuần lại càng kích động rồi các ngươi cứ tiếp tục không cần phải để ý tới ta ta hôm nay thay trưởng môn sư huynh tới nhìn xem đệ tử ngoại môn của linh khê tông ta một cái đáy lòng bạch tiểu thuần đang nhanh cười như nở hoa rồi hắn vừa nói như vậy lập tức đám đệ tử ngoại môn ở bốn phía lại một lần nữa bái kiến một phen mà ngay cả mấy trưởng lão của phòng nhiệm vụ cũng đều đi ra ngoài Hướng về phía Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu, nhưng hết lần này đến lần khác, mặc dù Bạch Tiểu Thuần nói không muốn mọi người để ý đến hắn, nhưng hắn lại không có rời khỏi nơi này. Mà đi lại ở trong đám người, gặp ai cũng mỉm cười gật đầu. Những nơi hắn đi qua, ba chữ Bạch Sư Thúc kia không ngừng từ miệng của từng tên đệ tử ngoại môn truyền ra, ý có người còn nói tới hơn 10 lượt. Thời gian dần trôi qua, thần sắc mọi người đều có chút cổ quái, nhìn ra được cái tên Bạch Tiểu Thuần này đi tới nơi đây chính là muốn nghe người ta gọi hắn là bạch sư thúc bạch tiểu thuần thấy tốt thì nhận hướng về phía mọi người phất tay Ngành ngang rời khỏi phòng nhiệm vụ lúc này mới lại một lần nữa khôi phục hoạt động cái thân phận này lợi hại a à, con mắt bạch tiểu thuần sáng lên cho tới tận lúc chưa điều này vẫn làm cho hắn cảm thấy sung sướng cả về thể xác lẫn tinh thần mà trọng yếu hơn là hắn phát hiện ra cái thân phận này có chỗ không giống như người thường đệ tử Quang Vinh, sư đệ trưởng môn, cái thân phận này, chẳng phải nói lên từ nay về sau ở trong tông môn, không có ai dám trêu chọc ta nữa rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền cười lên ha ha. Vội vàng chạy tới vạn dược các. Vạn dược các, cũng có nhiều người. Không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần đã đi tới vạn dược các. Nhìn qua mười ngọn bia đá, bên tai nghe từng tiếng sưng hô Bạch Sư Thúc. Bạch Tiểu Thuần rất là thổn thức. Hắn lề mề ở chỗ này cả buổi, đến khi thần sắc của mọi người dần dần trở nên cổ quái, hắn mới lưu luyến rời khỏi. Mặc dù đã là hoàng hôn, nhưng hắn lại không biết mỏi mệt đi tới chỗ ở của phần đông đệ tử ngoại môn. Hứa Bảo Tài vừa mới bước ra ngoài, liền nhìn thấy ngay Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt. Vội vàng ôm quyền bái kiến, thì ra là tiểu bảo a tu vi của ngươi từ lúc ta rời đi nửa năm trước so với bây giờ cũng không có cái biến hóa gì không thể như thế phải siêng năng tu hành bạch tiểu thuần vỗ vộc bả vai của hứa bảo tài làm ra vẻ mở miệng hứa bảo tài sửng sốt một chút trợn mắt nhìn nghe thấy bạch tiểu thuần gọi tiểu bảo như thế này đáy lòng của gã run lên hắn đã lớn như vậy chỉ có cha gã là gọi như thế người bên ngoài còn chưa có ai gọi thế cả giờ phút này trong lòng không được tự nhiên nhưng lại không dám phản bác chỉ có thể gật đầu đồng ý ta à bổn tỏa Bạch Tiểu Thuần chợt phát hiện, với thân phận của mình thì không thể dùng cái chữ ta này rồi, vì vậy nghĩ đến xưng hô ngày bình thường của Lý Thanh Hậu mà đổi thành bổn tọa. Bổn tọa không quen nơi này. Tiểu bảo, ngươi dẫn bổn tọa đi làm quen nơi này một chút. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, bàn tay nhỏ bé chắp ở sau lưng, hất cầm lên. Hứa bảo tài bất đắc dĩ. Đành vội vàng mang Bạch Tiểu Thuần đi dạo ở nơi này khi đám đệ tử ngoại môn quay trở lại bọn hắn nguyên một đám kinh ngạc phát hiện rõ ràng lại thấy bạch tiểu thuần thậm chí nơi này có không ít người khi ở phòng nhiệm vụ cùng với vạn dược các lúc ban ngày đều đã đụng phải bạch tiểu thuần giờ phút này nguyên một đám hai mặt nhìn nhau không thể không bái kiến một lần nữa bạch tiểu thuần lại thêm một lần cảm nhận được thân phận huy hoàng nhìn đám đệ tử ngoại môn bái kiến mà mở cờ trong bụng cho đến lúc đêm khuya lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi trên đường đi ngang qua nơi chăn nuôi linh vĩ kê hắn tiện đường liền đi tới không lâu sau từng trận âm thành bái kiến bạch sư thúc lại một lần nữa truyền ra lúc hắn rời khỏi ở trong tay còn mang theo hai con linh vĩ kê đây chính là chỗ tốt của thân phận a à, trước kia ta ăn gà cần phải đi trộm bây giờ thì trực tiếp lấy đi hừ hừ trưởng môn là sư huynh của ta ai dám chọc bạch tiểu thuần một đường ngâm nga tiểu khúc dương dương đắc ý đi về chỗ ở sáng sớm ngày hôm sau mặt trời vừa mọc bạch tiểu thuần tinh thần vô cùng phấn chấn bỏ dậy sửa sang lại y phục thoáng một phát đứng trước gương đồng bay ra rất nhiều bộ dáng cho đến khi lựa chọn được một cái tư thế mà hắn cảm thấy phù hợp với thân phận nhất thì mới đi ra ngoài hắn nghiễm nhiên đem loại chuyện này trở thành sự nghiệp Lần này hắn không có đi tới chỗ phòng nhiệm vụ nữa, mà là đi tới những nơi có nhiều người khác của Hương Vân Sơn, thậm chí còn đi xem một hồi Hương Vân Sơn tiểu bì. Cả ngày này, hắn đã ngày này, hắn đã nghe được vô số tiếng xưng hô Bạch Sư Thúc. Bạch Tiểu Thuần có một loại cảm giác như đắc đạo thành tiên, vẻ mặt rất hưng phấn. Vì vậy mà, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, hắn liên tiếp đi bộ như thế trong hơn 10 ngày. Đến cuối cùng gần như toàn bộ đệ tử ngoại môn của hương vân sơn ít nhất mỗi người đều đã xưng hô qua mấy mươi lần bạch sư thúc mọi người đối với bạch tiểu thuần đã muốn phát điên rồi gọi một đứa bé là sư thúc một lần thì cũng thôi nhưng nhiều lần thì bọn hắn càng ngày càng buồn bực cuộc sống như vậy bạch tiểu thuần mỗi ngày qua đều thấy phi thường phong phú hắn thực tế rất ưa thích gặp được người quen mỗi lần gặp được đều tiến lên chào hỏi nhất đa sư điệt ngươi đừng đi a à, đã lâu rồi không gặp một ngày này bạch tiểu thuần nhìn thấy triệu nhất đa con mắt lập tức sáng người tiến đến kéo đối phương lại triệu nhất đa nghe thấy bốn chữ nhất đa sư điệt này thì ra mặt khẽ nhăn một cái bạch sư thúc chúng ta mấy ngày nay đã gặp nhau nhiều lắm rồi bạch tiểu thuần chừng mắt nhìn vội ho một tiếng hắn đang định mở miệng thì chợt phát hiện cách đó không xa có bóng người mà sau khi nhìn thấy mình thì lại lập tức quay người muốn đi ồ đây không phải là trần tử ngang sư điệt hay sao đã lâu không gặp a à, bạch tiểu thuần vội vàng buông tha triệu nhất đa vội vàng ngăn trần tử ngang lại vẻ mặt lộ ra vui sướng trần tử ngang đều muốn nhanh phát điên rồi những ngày này gần như mỗi ngày gã đều gặp bạch tiểu thuần ít nhất ba lần trở lên theo gã biết toàn bộ hương vân sơn Phàm là những người quen biết Bạch Tiểu Thuần cũng đều giống như mình. Còn có một gia hỏa không may ưa thích tự xưng là lang gia, nghe nói mỗi ngày ít nhất còn gặp phải Bạch Tiểu Thuần vài chục lần. Bạch sư thúc cái kia, ta còn có việc ta đi trước một bước." Trần Tử Ngang gần như là trốn chạy để khỏi chết, vội vã né ra. Hơn 10 ngày sau, đệ tử ngoại môn môn của Hương Vân Sơn, gần như khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì đều giả bộ như không nhìn thấy được. Chuyện này làm cho Bạch Tiểu Thuần thấy không vui. Vì thế mà càng thêm chủ động. Ai nha, bổn tọa nhìn ngươi thế nào lại thấy quen mắt như vậy? Tới đây, ngươi nhắc lại cho ta thoáng một phát. Chúng ta có phải là đã gặp qua hay không a? À? Bạch Tiểu Thuần tóm được một người lúc trước hâm mộ Chu Tâm Kỳ. Gã đệ tử ngoại môn này mặt như đưa đám, bị Bạch Tiểu Thuần kéo đến một bên tâm sự trong suốt một nén nhang. Cho đến khi gã đệ tử này liên tục nói ra hơn 30 lần Bạch Sư Thúc. Bạch Tiểu Thuần mới cảm thấy thỏa mãn mà để cho gã đệ tử này mặt ủ mày trao rời đi. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rất nhiều người đều muốn trốn mình. Thì cảm thấy có lẽ mình càng phải chủ động hơn một ít. Vì vậy trong những ngày sau đó. Hắn đều ho khan một tiếng nhắc nhở đối phương rằng mình đang có mặt. Chỉ là hiệu quả lại khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút khổ sở. Cũng may là ở Hương Vân Sơn này ngoại trừ đỗ lang phì ra thì còn có một nữ hài mà bạch tiểu thuần cảm thấy phi thường đáng yêu nàng là hầu tiểu muội hầu tiểu muội này hầu như mỗi ngày đều chủ động xuất hiện ở trước mặt bạch tiểu thuần không cần bạch tiểu thuần phải ho khan đã nhảy loi choi lên dùng âm thanh ngọt sớt đuổi theo bạch tiểu thuần hô sư thúc nhìn những đệ tử ngoại môn khác đều ê e ẩm trong lòng bạch tiểu thuần lại càng thêm vui vẻ đắc ý hơn nữa hầu tiểu muội này đã từng được bạch tiểu thuần dạy dỗ cực kỳ sùng bái tiểu ô quy thần bí khó lường ở trong tông môn có một lần khi nàng đi theo sau lưng bạch tiểu thuần còn hỏi thoáng một phát cách nhìn của bạch tiểu thuần đối với tiểu ô quy tiểu ô quy đó là một người thần bí khó lường thiên tư tuyệt luân người này giống như là mây trắng ở trên bầu trời xanh sẽ để cho tất cả mọi người nhìn lên bạch tiểu thuần vội ho một tiếng tự kêu nói thật vất vả mới đè xuống được xúc động tiểu muội mình chính là tiểu ô quy. Hắn hạ quyết tâm, phải tìm một thời điểm mà vạn người chú ý, nói cho hầu tiểu muội biết thân phận vĩ đại của mình. Ta cũng cảm thấy như thế, ta đã nói qua với thật nhiều người, tiểu ô quy là nhân vật không màng danh lợi, truy cầu cực hạn của dược đạo phong khinh vân đảm. Giống như là mây trắng trên bầu trời vậy. Hầu tiểu muội nghe thấy vậy thì hai mắt lóe sáng. Ở trong tông môn đã từng có một đoạn thời gian ngắn, có người đồn rằng Bạch Tiểu Thuần chính là tiểu ô quy. Nhưng thuyết pháp này rất nhanh đã bị mọi người phủ nhận. Dù sao trong lòng mỗi người đều có một cái tiểu ô quy tự tưởng tượng ra, nhưng vô luận có suy nghĩ thế nào, thì tựa như cũng không thể hoàn toàn xếp chồng lên với Bạch Tiểu Thuần được. Dù sao trên 10 tòa bia đá thảo mộc linh thú đều không ghi chép tên, mà chỉ là ký hiệu dược đạo của riêng mỗi người nên cũng rất khó phân biệt ra bạch tiểu thuần nghe hầu tiểu muội nói như vậy cũng không quá chú ý lại mang tâm tư đặt lên người chu tâm kỳ một trong ngũ đại mỹ nữ của bờ nam không biết lúc thiên tiêu chu tâm kỳ cao ngạo gọi ta là bạch sư thúc kỳ sẽ có cái bộ dạng gì bạch tiểu thuần nghĩ tới đây lập tức hưng phấn vì vậy mà mỗi ngày đều trọng điểm tìm kiếm chu tâm kỳ Công phu không phụ lòng người cho đến một lần, hắn đã thấy được Chu Tâm Kỳ đạp trên lãng hoa màu xanh, bay ngang qua ở trên bầu trời. Tâm Kỳ nữ sư điệt, Bạch Tiểu Thuần vội vàng hô to. Sắc mặt của Chu Tâm Kỳ ở trên lãng hoa màu xanh nháy mắt trở nên khó coi. Nàng cũng nghe nói đến sự tình của Bạch Tiểu Thuần trong một tháng nay. Biết rõ đệ tử ngoại môn của Hương Vân Sơn trong mấy ngày này đều là nói về chuyện Bạch sắc biến giờ phút này mấy chữ tâm kỳ nữ sư điệt lọt vào trong tay. Khiến cho nàng cảm thấy toàn thân đều nổi da gà cả lên rồi, vội vàng giả bộ như không nghe thấy, ra tốc đi về phía trước. Nhưng nàng lại không có thể nghĩ rằng, bạch tiểu thuần lại cố chấp chạy nhanh ở trên mặt đất. Tất! Tâm kỳ nữ sư điệt, đến đây, đến đây, cùng sư thúc ta nói chuyện nhân sinh đi. Bạch tiểu thuần cao hứng bừng bừng hắn đã tìm chu tâm kỳ rất lâu rồi hôm nay rốt cục đã gặp được sao có thể buông tha chu tâm kỳ cắn răng một cái tăng tốc bay nhanh rất nhanh đã bay ra khỏi hương vân sơn lúc này mới tránh được bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần nhìn bóng dáng của chu tâm kỳ ở xa xa thở dài cảm thấy đáng tiếc không có việc gì không phải chỉ là biết bay hay sao sau này ta cũng có thể bay là lại có cơ hội để cho ngươi gọi bạch sư thúc bạch tiểu thuần buồn bực Nhìn thấy sắp trời đã tối, quay người đi tìm Đỗ Lăng Phỉ. Đỗ Lăng Phỉ vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, liền che miệng cười khẽ. "Bạch sư thúc, bạch sư thúc, bạch sư thúc." Bạch Tiểu Thuần lập tức cao hứng, càng nhìn càng thấy Đỗ Lăng Phỉ đáng yêu. Chỉ là không được vài ngày, bởi vì công lao mà Đỗ Lăng Phỉ lập được trước đó, nên được một vị trưởng lão thu làm đệ tử, được an bài đi đến Đông Lâm thành làm chấp sự của Linh Khê Tông. Chuyện này đối với Đỗ Lăng Phỉ mà nói chính là một cơ hội cực tốt, chỉ cần ở Đông Lâm Thành mấy năm là có thể đạt được đủ tư cách. Cộng thêm với công lao có được thì thậm chí có thể trực tiếp tấn chức nội môn. Mà nàng ở Đông Lâm Thành cũng sẽ có quyền lợi rất lớn. Sẽ nhận được tài nguyên tu hành tốt hơn ở trong tông môn rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tiếc nuối, sau khi tiễn biệt Đỗ Lăng Phỉ, lại tiếp tục đi tìm niềm vui ở trong Hương Vân Sơn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lại thêm một tháng, toàn bộ Hương Vân Sơn, cái từ Bạch Sư Thúc này đã trở thành một cái cấm kỵ, làm cho tất cả mọi người khi nghĩ tới, thì đều liên tục cười khổ. Cũng may vào thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần cũng biết tiếp tục làm như vậy là không được. Bạch Tiểu Thuần ta là sư đệ của trường môn linh Khê Tông, là sư thúc của tất cả đệ tử. Cũng không phải là chỉ của Hương Vân Sơn nhất mạch, không thể nặng bên này mà nhẹ bên kia. Lên đi tới những phong khác đi dạo. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ, hiên ngang lẫm liệt đi tới Tử Đỉnh Sơn. Một tháng sau, đệ tử ngoại môn trên Tử Đỉnh Sơn đều muốn điên rồi. Một tháng này, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện đã khiến cho bọn họ biết cái gì gọi là đem chuyện làm sư thúc trở thành sự nghiệp. Bọn hắn phát hiện, vô luận là ở bất kỳ chỗ nào, chỉ cần là ở trên Tử Đỉnh Sơn thì đều sẽ thấy một tên thiếu niên trắng tinh, thân hình có chút nhỏ gầy, trên mặt lộ ra đắc ý muốn che giấu, nhưng lại không che giấu được đi lại nghênh ngang gặp người liền ho khan một tiếng, nếu có người không biết hắn, thì hắn còn chủ động đi giới thiệu về bản thân. Bà chữ bạch sư thúc kia bọn hắn đều đã nói đến sắp rách cả miệng. Nhưng hết lần này đến lần khác, bọn hắn không có biện pháp. Bạch Tiểu Thuần là sư đệ của trưởng môn, bối phận vượt qua tất cả đệ tử. Nếu như có đệ tử nào dám bất kính với hắn, thì như vậy cũng chính là xúc phạm môn quy cuối cùng cũng may là mọi người tìm được trương đại bàn để cho trương đại bàn ra mặt khuyên bảo đến lúc này mới tiễn đưa được bạch tiểu thuần giống như tổ tông này đi đi tới thanh phong sơn lại qua một tháng đệ tử của thanh phong sơn cũng đều điên rồi nhất là ba người trần phi ở trong một tháng này lại càng thất hồn lạc phách bạch tiểu thuần ở trên thanh phong sơn thường xuyên xuất hiện tại trước cửa của bọn hắn mỗi một lần nếu như ba người trần phi không liên tục hô lên trăm lần bạch sư thúc thì còn chưa xong thậm chí dưới sự bới móc của bạch tiểu thuần chỉ cần ba người trần phi có nửa điểm không cung kính là hắn lại bày ra bộ dạng đi tới chấp pháp đường bẩm báo khiến cho ba người trần phi kinh hãi lạnh mình cả ngày cẩn thận từng ly từng tí cuối cùng gần như là khóc lóc kể lể cầu khẩn nói ra tiền đại kim lại bị tra tấn đến không thành hình người đến lúc này bạch tiểu thuần mới buông tha cho bọn hắn than thở đi ra khỏi thanh phong sơn chính hắn cũng có chút tự trách mình đệ tử ngoại môn đều biết ta nhưng đệ tử nội môn thì còn chưa có người thấy qua a à, nhất là tên tiền đại kim kia thực cho là ta đã quên rồi hay sao bạch tiểu thuần cân nhắc nửa ngày nhẹ gật đầu thật sâu, cảm thấy cuộc sống sau này lại có thêm niềm vui thú, vội đi tìm đệ tử nội môn. Một đoạn thời gian sau đó, trên cả ba ngọn núi vẫn còn bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần qua lại. Nhưng phần lớn là ở khu vực cư trú của đệ tử nội môn. Lấy thân phận của hắn, hầu như mọi nơi của Linh Khê Tông hắn đều có thể tiến vào. Chẳng qua là rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đã không còn hứng thú. Những đệ tử nội môn kia phần lớn là bế quan, suốt mấy tháng hắn cũng không thấy có bao nhiêu thân ảnh. Nhất là Tiền Đại Kim, vô số trận pháp ở bên ngoài động phủ đều mở hết cả ra, bị dọa không dám bước ra khỏi cửa. Bạch Tiểu Thuần đứng chặn ở cửa ra của Tiền Đại Kim liên tiếp một tháng, mà cũng không thấy mặt đối phương, dù có kêu gọi đầu hàng như thế nào cũng không thấy gã trả lời. Ta cũng không tin, Bạch Tiểu Thuần đứng ở cửa ra vào của Tiền Đại Kim ý định oanh mở trận pháp nhưng trận pháp của động phủ đệ tử nội môn đơn giản là rất khó cưỡng ép mở ra bạch tiểu thuần nhìn thấy không được liền muốn đi tìm thêm người tới đây hợp sức oanh mở động phủ của tiền đại kim đúng lúc này đột nhiên có hai đạo thân ảnh từ đằng xa đang rất nhanh tiến đến đó là hai tên đệ tử nội môn một cao một thấp sau khi tới gần bọn hắn nhìn về phía bạch tiểu thuần cũng không có bái kiến mà bình tĩnh mở miệng Bạch sư thúc, sự tình liên quan đến tiền đại kim, có thể cho thiếu chủ nhà ta một cái mặt mũi mà buông tha được không? Thiếu chủ nhà ta là Thượng quan Thiên Hữu, gã đệ tử nội môn cao hơn. Còn cố ý cường điệu một câu, Thượng quan Thiên Hữu là Tam Đại Thiên Kiêu đứng đầu cả ba ngọn núi của Bờ Nam. Thậm chí có thể nói là tư chất ngàn năm cả Bờ Nam Linh Khê Tông đều hiếm thấy. Mặc dù là đệ tử ngoại môn, nhưng ngày sau nhất định trở thành tu sĩ trúc định trở thành tu sĩ trúc cơ khiến cho không ít trường lão trong tông môn đều đối xử với thượng quan thiên hữu này khác biệt so với người khác đặc biệt là khi người này được xem là hy vọng có thể áp qua bờ bắc của cả bờ nam nên lại càng được đại lực bồi dưỡng mà tùy tùng của thượng quan thiên hữu này ở trên thanh phong sơn lại càng có rất nhiều thần sắc của bạch tiểu thuần vẫn như thường nếu đổi lại là trước kia thì hắn sẽ thấy sợ nhưng mặc dù hắn sợ chết thì cũng không có nghĩa là nhát gan chỉ cần sự tình không liên quan đến tử vong thì lá gan của hắn rất lớn. Hôm nay thân phận của hắn đã để cho ở trong tông môn hầu như không thể phát sinh ra sự tình tử vong. Giờ phút này hắn khinh miệt nhìn về phía hai người đang nói chuyện, mỉm cười. Trông thấy bổn tọa mà rõ ràng còn không bái kiến. Lá gan của hai người các ngươi không nhỏ. Là ai cho phép các ngươi kiêu ngạo như thế? Mắt không có tôn trưởng chính là cái thượng quan thiên hữu kia bạch tiểu thuần hất tay áo nhỏ lên hờ hững mở miệng lời hắn vừa nói ra sắc mặt của hai gã đệ tử nội môn này lập tức biến hóa trong đó người đệ tử nội môn cao trong mắt lập tức lộ ra lăng lệ ác liệt bạch sư thúc nói năng nên cẩn thận một chút gã vừa nói đến đây còn chưa kịp nói tiếp thì bóng dáng bạch tiểu thuần ở trước mặt đã biến mất trong nháy mắt lúc gã đệ tử nội môn cao này còn đang sững sờ thì đã có cuồng phong đập vào mặt bạch tiểu thuần đã xuất hiện ở trước mặt gã tốc độ cực nhanh tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể thấy rõ thậm chí hai người còn chưa kịp phản ứng tay phải của bạch tiểu thuần đã nhấc lên một cái tắt nhấc lên âm thanh như tiếng xét phá không đã rơi lên trên mặt gã đệ tử nội môn cao này áo bào của gã đệ tử nội môn cao này lập tức tràn ra màn sáng phòng hộ đây là một trong những pháp khí của đệ tử nội môn nhưng gần như ngay khi màn sáng này dựng lên, vừa mới va chạm với bàn tay của Bạch Tiểu Thuần thì nhắm mắt đã tan vỡ chiên năm xẻ bảy, Mà cũng không có cách nào ngăn cản chút nào, tùy ý để bàn tay của Bạch Tiểu Thuần ẩn chứa lực lượng lớn như một ngọn núi lửa, bỗng nhiên rơi xuống. Oanh một tiếng, trong mắt gã đệ tử nội môn kia tràn ngập ánh sao, trong đầu u u, chỉ cảm thấy giống như bị một ngọn núi hung hăng đụng phải. Gã phun ra một ngụm máu tươi thân hình như diều đứt dây bị ném mạnh ra bên ngoài, trực tiếp bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, trực tiếp hôn mê. Việc này xảy ra quá bất ngờ. Gã đệ tử nội môn lùn đứng ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, trong đầu ù ù, theo bản năng lùi lại về phía sau. Nhìn gã đồng bạn bị một cái tát của Bạch Tiểu Thuần đánh cho hôn mê, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, gã hít vào một ngụm khí. Dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ngươi, ngươi Gã chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, thân hình run rẩy, trong đầu phát mộng. Gã chẳng thể nào ngờ, lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần lại có thể giợn người như vậy. Phải biết rằng đây chính là ngưng khí tầng 8A, trưởng bối là người mà một tên đệ tử nội môn như ngươi có thể chỉ vào như thế. Sao? Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn về gã đệ tử nội môn lùn kia, vừa nói vừa đi về phía trước, gã đệ tử nội môn lùn này phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình mãnh liệt lùi về phía sau nhưng gã còn chưa kịp đi được bao xa thì đã nghe tiếng gió gào thét bạch tiểu thuần trong nháy mắt đã tới gần một lần nữa một cái tát vù vù đánh tới đúng lúc này một âm thanh mang theo âm lãnh bỗng nhiên từ dưới núi truyền đến dừng tay lúc âm thanh này truyền ra đã có một thân ảnh cấp tốc lao đến bạch tiểu thuần cũng không thèm liếc nhìn bàn tay đánh xuống nhanh hơn quanh một tiếng Vô số mảnh răng của gã đệ tử nội môn lùn bay ra, máu tê phun, cả người uốn éo, trực tiếp bay ra xa, ngã xuống hôn mê. Làm xong những điều này, Bạch Tiểu Thuần mới hất bàn tay bé nhỏ lên, ngẩng đầu nhúc tới gần. Đây là một trung niên nam tử, có tu vi ngưng khí tầng 9. Ngang với Trần Hằng, gã nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, phẫn nộ cười rộ lên. Ngươi không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Chết tiệt Bạch Tiểu Thuần, ngươi! vị sư điệt này, ngươi cũng muốn ăn một cái tát. Bạch tiểu thuần hất cầm lên, mỉm cười mở miệng. Lúc trước hai người, cộng thêm với kẻ trước mắt này, bạch tiểu thuần liếc thấy bọn hắn căn bản là không có chút tôn kính nào đối với mình. Thậm chí bên trong còn mang theo khinh miệt giống như là cao cao tại thượng vậy. Hắn rất là phản cảm với những đệ tử nội môn như vậy. Lời hắn vừa nói ra, sắc mặt trung niên nam tử này âm tình bất định kết một tiếng dừng lại. Lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần làm cho lòng gã kinh sợ, vừa rồi cũng thấy khó thở. Giờ phút này nhớ lại, gã lập tức thở sâu, hơn nữa với thân phận của Bạch Tiểu Thuần thì tất cả những hành động lúc trước của hắn, coi như là chấp pháp đường cũng đều không nói được cái gì. Bạch Tiểu Thuần, thiếu chủ nhà ta cho phép ngươi tới bái kiến. Trung niên nam tử này nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần. Sau nửa ngày mới thở sâu, cưỡng ép đè xuống lửa giận nói ra mục đích đến lần này của gã đó là gã nhận lệnh của thượng quan thiên hữu đến đây bảo bạch tiểu thuần đi qua theo gã thấy thì thiếu chủ nhà mình có chút chuyện bé xé ra to rồi bạch tiểu thuần này chẳng qua là một gã đệ tử may mắn lập công là một nhân vật giống như tiểu nhân mà thôi giết được mấy cái tộc nhân yếu ớt của một gia tộc tu chân nếu vận khí không tốt thì cũng không có khả năng được tông môn tuyên dương như thế thật sự không đáng để thiếu chủ người mà sẽ thăng chức rất nhanh thậm chí còn có một tia hy vọng kết đan phải phái người tới truyền lời dù chẳng qua là bảo tên bạch tiểu thuần này đến bái kiên nhưng theo gã trung niên nam tử này cũng là làm mất thân phận một tên đệ tử ngoại môn cứ coi như là thiên kiêu thì như thế nào bắt ta phải đi gặp sao gặp sao hẳn là hắn phải tới gặp ta từ trong chuyện này, Bạch Tiểu Thuần liền rõ ràng cảm nhận được sự cao ngạo đến từ thượng quan Thiên Hữu kia. Lấy thân phận của mình, đối phương không tự mình đến thì cũng thôi, không tự mình đưa tin còn chưa nói, rõ ràng còn bảo mình qua bái kiến. Tay áo hắn hất lên, một cỗ gió lớn thổi qua. Trong mắt gã trung niên nam tử lập tức lộ ra lửa giận. "Bạch Tiểu Thuần, thiếu chủ nhà ta bảo ngươi tới bái kiến là đã cho ngươi thiên đại mặt mũi." Bao nhiêu người muốn đi bái kiến mà còn không có cơ hội. Ngươi, gã vừa nói đến đây thì thần sắc bỗng biến đổi. Mãnh liệt lùi về phía sau nhưng vẫn chậm một bước. Thân hình bạch tiểu thuần nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt gã, vẫn là một cái tát ầm ầm giáng xuống. Người dám, tu vi ngưng khí của gã trung niên nam tử lập tức toàn diện bộc phát. Khi gã bấm niệm pháp quyết liền có từng đạo phong nhận biến ảo ra. Ngăn cản ở trước người. Nhưng khi những phong nhận này vừa xuất hiện thì nháy mắt đã có âm thanh nổ vang ngập trời. Những phong nhận kia, dưới bàn tay thế như trẻ tre của Bạch Tiểu Thuần đã vỡ vụn toàn bộ, không ngăn cản được chút nào. Bàn tay của Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt đã đánh vỡ tất cả chướng ngại. Rơi lên trên mặt trung niên nam tử này, oanh một tiếng, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thân hình gã trung niên nam tử này bị ném ra bên ngoài tới hơn 10 trượng mới miễn cưỡng dừng lại được ngay cả Trần Hằng còn không bằng, khó trách nhận kẻ khác làm chủ. Cút, Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ lên, kiêu ngạo hừ một tiếng. Gã trung niên nam tử Hoàng sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần, thân thể run lên. Má trái của gã đã sưng lên, mang theo máu tươi tràn qua kẽ răng, cấp tốc lui về phía sau. Cho đến khi đối phương đã đi xa, Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại nhìn qua động phủ của Tiền Đại Kim, hai mắt nheo lại. Hắn sợ chết, cho nên đối với bất luận kẻ nào có ý đồ muốn giết mình, cho tới giờ áo dù cho tiền đại kim này có tới tìm thượng quan thiên hữu thì bạch tiểu thuần cũng sẽ không bỏ qua việc này mấy ngày nay nhìn hắn giống như tùy tiện ở trong tông môn nhưng trên thực tế đã sớm điều tra về tiền đại kim cho rằng trốn ở bên trong là ta không có biện pháp sao bạch tiểu thuần hừ lạnh quay người rời đi lấy thân phận của hắn bây giờ cũng không lâu lắm liền có một ngọc giản nhiệm vụ từ chấp pháp đường bay ra, xuyên qua động phủ của Tiền Đại Kim, xuất hiện ở trước mặt gã. Cũng giống như Bạch Tiểu Thuần lúc trước, đều là cưỡng chế an bài nhiệm vụ nguy hiểm. Tiền Đại Kim đắng chát hồi lâu, nhưng cũng không thể không ra ngoài chấp hành. Trong đầu cũng có ý nghĩ ra ngoài để tránh hỏa, nhưng gã xem thường Bạch Tiểu Thuần có thu tất báo. Nhiệm vụ như vậy, hắn đã vì Tiền Đại Kim mà an bài hơn 10 cái và lại cũng âm thầm liên hệ với Hầu Vân Phi. Hầu gia là một gia tộc tu chân có lão tổ trúc cơ, nội tình thâm sâu. Lại cực kỳ coi trọng Bạch Tiểu Thuần. Hơn nữa Hầu Vân Phi và Hầu Tiểu Muội cũng là minh hiểu của hắn. Do đó tự nhiên sẽ tương trợ việc này. Cam đoàn có thể khiến cho tiền đại kim trong khi chấp hành nhiệm vụ lần này vẫn lạc ngoài ý muốn. Về sự tình tiền đại kim, không phải là chấp pháp đường không biết rõ bất quá chỉ là lúc ấy bạch tiểu thuần dù sao cũng đã chết và lại việc này cũng không thích hợp truyền ra nên cũng không có lập tức truy cứu nhưng cũng đã có hồ sơ ghi chép lại hôm nay bạch tiểu thuần trở về muốn phải xử lý thì chấp pháp đường cũng không có chút ngăn cản mơ hồ còn có vẻ như mắc nợ vì vậy tùy ý bạch tiểu thuần động thủ thậm chí ở bên trong nội bộ cũng đã đem tiền đại kim liệt vào bên trong danh sách tử vong rồi trên một khu vực gần đỉnh thanh phong sơn có một con đường mòn nho nhỏ, cuối con đường có một hồ nước bên trong đang có hàng đàn cá vàng bơi lặn. Cạnh hồ nước là một tòa động phủ, độc môn độc viện, khiến cho cảnh sắc nơi này rất u tĩnh. Linh khí cũng nồng đậm hơn xa những chỗ ở của các đệ tử đồng môn khác. Lúc này có một người thanh niên đang ngồi bên cạnh hồ, một thân mặc trường bào đệ tử nội môn, dáng dấp tuấn mỹ. Mái tóc đen dài phủ thẳng xuống vai, nhìn vào cảm giác thông tuệ anh tuấn vô cùng người này có làn da trắng nõn có thể khiến cho các nữ đệ tử nhìn thấy không khỏi cảm thấy thua kém nhất là đôi mắt hắn tuy vẫn là một đôi mắt phương nhưng lại có tia sáng ẩn trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe sáng khiến cho khí chất người này trở nên cực kỳ đặc biệt tay phải của y đang cầm vài con cá nhỏ lâu lâu lại ném xuống hồ nước phía trước rồi bị những con cá màu vàng kim phía dưới nhanh chóng lao tới cắn xé nuốt mắt Lúc này, tên nam tử trung niên bị bạch tiểu thuần tát một cái kia đang men theo con đường nhỏ này tiến đến. Gương mặt gã vẫn còn xanh đen tiến đến. Nhưng ngay khi đến gần, thì gã không khỏi rào bước chậm lại. Thần sắc lộ ra vẻ cung kính tiến đến trước mặt người thanh niên kia chắp tay cúi đầu chào. Bái kiến thiếu chủ, thiếu chủ tên bạch tiểu thuần kia quả nhiên thật không biết điều. Ta đã nói rất rõ ràng là kêu hắn đến đây bái kiến. Thế nhưng người này lại vô cùng ngang ngược. Còn ỷ vào thân phận mà kiêu ngạo cực kỳ." Nam tử trung niên kiêng nghiến răng nghiến lợi nói, "Nếu thế thì thôi vậy, một tiểu nhân vật, ta cũng chỉ là nhất thời cao hứng mới kêu hắn đến đây bái kiến." Người thanh niên kia không ngẩng đầu lên, cũng không chút để tâm mà chỉ nhàn nhạt nói, "Thiếu chủ nói rất đúng, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Quang Vinh đệ tử cũng chỉ là cho người chết, còn về phần sư đệ trưởng môn sao, thân phận này cũng thật sự quá buồn cười đi." bái một người chết làm sư phụ. Nam tử trung niên này gật đầu rồi cười lạnh. Bỗng nhiên tâm thần gã run lên, nhận ra người thanh niên trước mặt này đã ngẩng đầu lên nhìn gã đầy lạnh lẽo. Thiếu thiếu chủ, nam tử trung niên này chợt cảm thấy sợ hãi. Hắn là tiểu nhân vật, có thể không cần để ý. Nhưng sư để ý. Nhưng sư tôn của trưởng môn cũng đã từng là lão tổ của tông môn, người sao có thể xưng hô như vậy được. Đến hàn đàm tự phạt và miệng trong ba tháng người thanh niên thu lại ánh mắt, tiếp tục cho đàn cá vàng trong hồ ăn. Trong lòng nam tử trung niên kia chợt run rẩy, vội vàng gật đầu rồi tranh thủ cáo lui. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện với Tiền Đại Kim, Bạch Tiểu Thuần trở về Hương Vân Sơn. Còn chuyện dây dưa với tên thượng quan Thiên Hữu kia thì hắn cũng không chút để tâm. Hắn lập được đại công trên người, trừ phi có chuyện phản bội tông môn, còn không thì tính mạng hắn tuyệt đối sẽ không bị uy hiếp gì. Chẳng qua, bản thân mình chính là sư thúc. Nhưng gần như tất cả mọi người đều dần tìm cách né tránh hắn nên dạo này hắn còn chưa hưởng thụ thêm cái cảm giác được xưng hô như vậy mà có chút cảm khái trong lòng. Cho đến một ngày hắn vô tình đi ngang qua giảng kinh điện bỗng nhiên hắn phấn chấn hẳn lên. Hắn phát hiện ra chỉ cần mình đến đây thì sẽ lập tức được ban thưởng ghế ngồi. Cùng ngồi chung chỗ với trưởng lão giảng thuật kinh văn nơi này. Nhìn qua hết tất thảy đệ từ bên dưới sau khi bạch tiểu thuần trải nghiệm loại chuyện này qua một lần liền lập tức cảm thấy vô cùng ưa thích vì vậy hắn càng thêm thường xuyên lui tới từng giảng kinh điện của tất cả các ngọn núi nơi này thậm chí khi ngồi trên đó thỉnh thoảng hắn còn mỉm cười gật gật đầu nhìn về đám đệ tử phía dưới trong mắt giống hệt như ánh mắt của vị trưởng lão trúc cơ bên cạnh đều lộ ra một vẻ tán thường vui vẻ một màn này chẳng những khiến cho các trưởng lão trúc cơ ngồi cạnh hắn giờ khóc giờ cười mà trong lòng đám đệ tử bên dưới cũng phiền muộn đến cực hạn. Cả đám đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần với đầy vẻ oán hận nhưng cũng chắc có cách nào giải quyết được. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần cũng tìm được nhiều cách mới mẻ nhằm khoe khoang về thân phận liên quan với trưởng môn sư huynh, hắn thường xuyên xuất hiện bên cạnh các tu sĩ trúc cơ trong tông môn. Mỗi lần đều được hưởng thụ đãi ngộ tương đương tự vậy. Khi nhìn thấy tu sĩ trúc cơ nào, hắn cũng lập tức tiến đến mau mắn xưng hô sư huynh sư tỷ vô cùng nhu thuận. Những tu sĩ trúc cơ kia mỗi người cũng đều không nói thêm gì được. Có điều chuyện này xảy ra quá nhiều lần khiến cho mấy người bọn họ khó tránh khỏi vẻ cổ quái trên mặt. Mà cả đám đệ tử bên cạnh đều rơi vào đường cùng đành tiếp tục tiến lên xưng hô một tiếng bạch sư thúc mà thôi. Loại trạng thái này kéo dài một thời gian cho đến một ngày Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Lý Thanh Hậu cũng không nhịn được mà thân thiết gọi một tiếng. Này, Lý Sư Huynh, thần sắc Lý Thanh Hậu lúc này có chút tiểu tụy, đến hôm nay y cuối cùng mới có thể luyện được cửu tiệt đan. Lúc này đang định đi ra ngoài thì nghe vậy chợt sững người. Sau khi nhìn quanh, mới phát hiện ra được là Bạch Tiểu Thuần, ra mặt y chợt nhăn lại một cái, dù sao mấy ngày này tuy luyện đan. Nhưng mấy chuyện có liên quan đến Bạch Tiểu Thuần cũng có nghe được mà cảm thấy nhức đầu lúc này lại thấy bạch tiểu thuần trước mắt dám xưng hô như thế với bản thân lý thanh hậu bèn trừng mắt lên bạch tiểu thuần vừa gọi xong thì bản thân đã cảm thấy có chút hối hận lúc này nhìn thấy lý thanh hậu trừng mắt lên hắn lập tức hít vào một hơi lạnh dù sao thì trong tông môn này người hắn sợ nhất không ai khác chính là lý thanh hậu đấy lý thúc ta ta sai rồi vẻ mặt bạch tiểu thuần trở nên vô cùng đáng thương run run mở miệng nói lý thanh hậu nhìn qua bạch tiểu thuần trong lòng tràn lên từng tràng bất đắc dĩ hung hăng trừng mắt nhìn bạch tiểu thuần thêm lần nữa sau đó y đem toàn bộ những chuyện gần đây của bạch tiểu thuần ra khiển trách một phen ta định đi ra ngoài một chuyến nhanh thì mấy tháng chậm thì khoảng một năm mấy ngày nay ngươi chớ có ham chơi nữa siêng năng tu hành mới là chính đạo lý thanh hậu lại dặn dò vài câu mới quay người rời đi Bạch Tiểu Thuần thở phào một hơi, nhìn theo bóng lưng của Lý Thanh Hậu trong mắt hắn tuy có sợ hãi đấy, vẻ cung kính đối với trưởng bối của mình. Hắn cũng có nghe Đỗ Lăng Phỉ kể lại, sau khi bản thân mất tích thì Lý Thanh Hậu đã một mình tìm kiếm hắn suốt hai tháng ròng. Lúc về còn cầm theo vài mảnh quần áo rách nát của hắn mà thường xuyên tự trách mình. Loại ấm áp này cả đời Bạch Tiểu Thuần từ sau khi cha mẹ bệnh chết thì hắn rất ít khi cảm nhận được. Cho nên trong lòng hắn sớm không biết từ lúc nào đã xem Lý Thanh Hậu là thân nhân của mình rồi. Bị Lý Thanh Hậu gian dậy một trận, Bạch Tiểu Thuần cũng yên tĩnh được nửa tháng. Không còn tìm gặp người khác rồi ho khan nữa. Chẳng qua khi đi qua động phủ của Chu Tâm Kỳ, hắn vẫn còn để tâm đến chuyện toàn bộ tông môn này. Trong những người quen của hắn thì Chu Tâm Kỳ còn chưa có gọi hắn một tiếng Bạch Sư Thúc rồi. Mấy ngày nữa trôi qua, hắn lại nhìn thấy Chu Tâm Kỳ vẫn là hình ảnh đạp lên tấm lụa xanh cấp tốc đi nhanh. Mà Bạch Tiểu Thuần không cách nào phi hành được đành nhìn theo bóng dáng đối phương đi xa, trong lòng ôm đầy phiền muộn. Pháp khí có thể để đệ tử ngưng khí phi hành được. Trong tông môn cũng rất ít người có. Trừ phi là đặc thù công pháp như Trần Hằng chẳng hạn, bằng không thì phải dựa hoàn toàn vào pháp khí kia rồi. Không công bằng a, à, những pháp khí này chẳng phải đều do sư phó cấp cho hay sao? Ta, sư phó của ta. Bạch Tiểu Thuần liên tục thở dài. Sau khi bước đi vài bước, hắn chợt khựng người lại. Ánh mắt chớp nháy vài cái rồi quay người đi thẳng lên trùng đạo sơn. Với thân phận là sư đệ của trưởng môn, hắn không gặp chút trở ngại nào mà đi vào bên trên rồi nhanh chóng đến đỉnh núi. Tiếng vào đại điện nơi ở của trưởng môn Trịnh Viễn Đông. Trưởng môn sư huynh, trưởng môn thân sư huynh, đệ muốn đến thắp nén hương cho sư phó. Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang đi đến, hô lớn một tiếng trịnh viễn đông đang khoanh chân ngồi trong đại điện bèn mở mắt ra thở dài mấy ngày nay có rất nhiều người tìm tới lão kể tội hành động của bạch tiểu thuần trong lòng lão bởi vậy mà cũng đầy hối hận nhưng ván đã đóng thuyền lão cũng không có cách nào thay đổi được đành phải giả bộ như không thấy dù sao thì ngoài cái hứng thú tệ hại này bạch tiểu thuần cũng không có làm ra bất kỳ cái hành động ác ý hại người nào vậy nên cũng có thể chấp nhận được lúc này khi nghe thấy bạch tiểu thuần hô to Trịnh Viễn Đông bèn chậm rãi đi ra rồi ho khan lên một tiếng. Sắc mặt đầy nghiêm nghị, "Được rồi, ta nghe thấy rồi. Sư đệ bái kiến trưởng môn sư huynh." Bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần lập tức đầy nhu thuận, khi nhìn thấy Trịnh Viễn Đông thì vội vàng chắp tay cúi đầu chào. Nhìn bộ dáng nhu thuận này của Bạch Tiểu Thuần, Trịnh Viễn Đông lại bất giác thở dài thêm lần nữa. Tính tới hôm nay, lão cũng đã chân chính hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần này rồi lão bèn lắc đầu cười khổ rồi mang bạch tiểu thuần đi về cấm địa ở hậu sơn trong một động phủ nơi hậu sơn có một bức họa được treo trên vách động trên đó là một nam tử trung niên gương mặt hơi mỉm cười ánh mắt nhìn về xa xăm toàn bộ bức họa tràn ra một loại khí tức rất đặc biệt khiến cho người trong bức họa như là chưa chết mà trông rất sống động dưới bức họa là một cái bàn thờ, bên trên được bày biện linh quả và nhang đèn, cả động phủ nhìn qua vô cùng thanh nhã nhưng lại đầy cảm giác trang nghiêm. Bạch Tiểu Thuần vừa bước vào động phủ, đã lập tức đi thẳng tới bức họa, rồi bịch một cái quỳ xuống phía dưới bức họa, thần sắc đầy cung kính mà dập đầu bái lại chín cái. Sư phó, đệ tử thỉnh an người. Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía bức họa sư phó, ánh mắt đầy vẻ thành kính trịnh viễn đông ở bên cạnh cũng thầm gật đầu cảm thấy bạch tiểu thuần này tuy bất hảo nhưng tâm tư thành kính trung hiếu vẫn là có đầy đủ bằng vào lịch duyệt của lão có thể nhìn ra được thần tình thành kính trên mặt bạch tiểu thuần là thật sự chứ không có chút nào là giả bộ bày vẽ ra đấy nhưng ngay sau đó bạch tiểu thuần lại mở miệng nói tiếp sư phó Đồ Nhi rất khốn, khốn khổ a, à, ta không biết phi hành, đệ tử khác thì đều được sư phó của bọn họ cấp cho pháp bảo, còn cho cả vật bảo vệ tính mạng, chỉ có ta là không có. Sư phó a, à, Đồ Nhi cũng không quan tâm nhiều đến ngoại vật kia, chỉ cần có thể thắp hương cho người là Đồ Nhi mãn nguyện rồi. Nói, không chừng sư phó trên trời có linh thiêng, có thể biến ra pháp bảo báo mộng mà cấp cho Đồ Nhi. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói những lời này, Trịnh Viễn Đông mãnh liệt mà trợn tròn mắt. Sư phó, lúc trước đổ nhi vì bảo vệ tông môn. Vì truyền thừa ngàn năm của tông môn không đứt đoạn, vì đại nghĩa tông môn mà chịu truy sát một đường, cửu tử nhất sinh. Toàn bộ pháp bảo trên người cũng vì lúc đó mà tan nát hết rồi. Bây giờ về được đến tông môn cũng chỉ còn hai bàn tay trắng, túi khô quắt, tất cả vật phẩm cũng không còn. Ngay cả tạp dịch cũng không bằng nữa. Sư phó, người không cần phải áp lực cũng không có chuyện gì đâu dù là đồ nhi không có pháp bảo hộ thân không có pháp khí phi hành nhưng cũng quyết vì tông môn mà xông pha khói lửa vì việc nghĩa quyết không chối từ chẳng qua vạn nhất nếu như có đoạn thời gian ta không còn tới thắp hương cho lão nhân gia người nữa tức là cũng có nghĩa là do ta không có pháp bảo hộ mệnh không có pháp khí phi hành nên chạy trốn không nhanh mạng nhỏ bị đánh mất đến lúc đó tự ta sẽ đi tìm người cùng lão nhân gia người gặp nhau ở dưới đó bạch tiểu thuần vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn qua vị sư huynh trưởng môn đang ở sau lưng gương mặt trịnh viễn đông co rúm lại lão thật sự bị bạch tiểu thuần làm cho hoàng sợ ngây người dù cho lão có tu hành nhiều năm như vậy rồi nhưng đúng là lần đầu tiên gặp được một đệ tử hiếm thấy như bạch tiểu thuần lúc này trong lòng lão cũng đầy gượng gạo lại ngẩng đầu nhìn về bức họa sư tôn chợt nhớ tới rất nhiều hồi ức xưa cũ đặc biệt là nhớ tới bản thân lần đầu tiên bái nhập môn hạ sư tôn, sư phó cũng đã cấp cho mình một ít pháp khí hộ thân. Nghĩ tới đây, Trịnh Viễn Đông chợt thở nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt cũng dần dần nhu hòa lại. Không lâu sau, Bạch Tiểu Thuần cùng theo Trịnh Viễn Đông đi ra khỏi động phủ. Một đường đi, hắn chơ mắt nhìn theo Trịnh Viễn Đông mãi khi tới bên ngoài đại điện của chủng đạo sơn. Trịnh Viễn Đông chợt ngừng bước mà quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần sau đó lão vung tay phải lên trong tay lão xuất hiện hai đoàn sáng một vàng một trắng đoàn sáng màu vàng chính là một thanh phi kiếm có thể nằm gọn trong lòng bàn tay ngay khi xuất hiện lại khiến cho không gian bốn phía nhất thời vặn vẹo nhiệt độ cực nóng cũng tràn ra ngoài nhìn qua bất phàm trên thân kiếm còn có một chút phù văn phức tạp đầy khó hiểu thỉnh thoảng lóe sáng sặc sỡ mỗi lần chớp lóe lên ánh sáng lại khiến cho hư vô bốn phía hiện ra thêm một lần chấn động nhỏ về đoàn sáng màu trắng, chính là một tấm thuẫn nhỏ cũng nằm gọn trong lòng bàn tay, toàn thân trong suốt như bạch ngọc, phía trên bề mặt có chạm trổ hình tiên hạc nhìn rất sống động. Thỉnh thoảng trên tiểu thuẫn bạch ngọc này còn tràn ra từng đợt cảm giác ấm áp. Vừa nhìn thấy hai vật phẩm này, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy bất phàm, ánh mắt hắn sáng rỡ, hơi thở dồn dập Nhưng hắn nhanh chóng nhìn thấy có chút khác biệt đó là trên bề mặt của kiếm và thuẫn đều có ba đạo ngân văn hiện lên rất rõ ràng kim ô kiếm, trong kiếm này có phong ấn một con kim ô, mang lực lượng thiêu đốt của hỏa diễm, kim ô huyễn hóa ra có tu vi ngang với bản thân người đang sử dụng. Kiếm này có sở trường phi hành, uy lực phát huy cao nhất tới trúc cơ sơ kỳ, nhưng lực lượng khi bạo liệt thì còn lớn hơn nhiều lần. Thần hạc thuẫn, là pháp khí phòng hộ ngưng tụ một linh hồn của tiên hạc bên trong. Có thể ngăn cản cho người một kích của tu sĩ trúc cơ trở xuống khi nguy cơ sinh tử. Hai vật phẩm này đều được ta đưa đến đại sư luyện linh ba lượt. Nhưng đáng tiếc là không dám tiếp tục luyện linh nữa. Năm đó, ta nhập môn, sư tôn đã cấp cho ta vật phẩm này, hôm nay ta thay mặt sư tôn cấp lại cho ngươi. Trịnh. Chị... Trịnh Viễn Đông nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt đầy ôn hòa, còn thêm cả ánh nhìn đầy động viên. Tạ sư tôn, tạ trưởng môn thân sư huynh. Bạch Tiểu Thuần đầy kích động, vôi vàng tiếp, yêu thích không nỡ rời tay chấm thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau